chào quý vị và bà con. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày 18 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, từ gần sáng ngày 18 tháng 12 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Trong khi đó, trục rãnh thấp phía Nam cũng đã suy yếu nhanh. Trên toàn khu vực Nam Biển Đông, trời giảm mây và nắng nhiều hơn, biển ổn định. Khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên thời tiết chuyển xấu kéo dài. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường mạnh thêm vào ngày 22 và ngày 23 tháng 12. Liên tục từ nay đến cuối năm, các đợt không khí lạnh tràn về khiến cho vùng biển phía Bắc duy trì trạng thái nhiều mây và biển động. Khu vực vùng Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong chiều nay khu vực này thời tiết khá ổn định, trời hầu như không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, từ thời điểm đêm và sáng ngày 18 tháng 12, khi khối không khí lạnh phía Bắc tràn về gây ảnh hưởng, thì thời tiết xấu sẽ có dấu hiệu chuyển xấu hơn. Mây phát triển và gió có hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Tàu thuyền không nên ra khơi vào thời điểm này. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong chiều nay trời khá quang mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, trong sáng ngày mai 18 tháng 12 thì gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Dự báo đợt không khí lạnh lần này có cường độ trung bình, hướng di chuyển cũng ra phía đông nhiều cho nên sóng gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ kéo dài trong khoảng 4 đến 5 ngày, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai tương đối ổn định, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 4, biển bình thường. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày mai và sáng ngày 18, thì không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến vùng biển này, gây mưa phùn và gió đông bắc mạnh dần từ cấp 1, 2 nữa. Do vậy, tàu thuyền đánh bắt gần bờ cần chú ý để có lịch trình hoạt động cho an toàn. Tại vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, thời tiết khá ổn định, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Biển bình thường nên thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Xu hướng sang ngày 18 tháng 12, sóng gió trên biển sẽ mạnh lên mức cấp 5, tàu thuyền đánh bắt gần bờ có thể hoạt động bình thường. Nhưng với tàu thuyền ra vào đảo thì cần chú ý, có thể xuất hiện những đợt sóng mạnh vào chiều tối và đêm. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trời nắng từ khá sớm, nhiệt độ trên biển ở mức ổn định, vùng biển ấm và mưa chỉ xảy ra ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Biển ổn định, thuận lợi cho việc di chuyển của tàu thuyền. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và đảo Phú Quốc, Thổ Chu, sau những nỗ lực gây thời tiết xấu khá dài ngày cho khu vực vùng biển phía Nam, sang ngày hôm nay những khối mây dông phát triển trên khu vực đã suy yếu hẳn đi, nhường chỗ cho nắng xuất hiện nhiều hơn. Trong ngày hôm nay, thời tiết có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường và tàu thuyền có thể hoạt động an toàn. Chuyển sang vùng biển Vịnh Thái Lan, tại đây mưa dông cũng chỉ ở mức vài nơi, mây giảm nhanh và nắng xuất hiện nhiều hơn, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong chiều nay tại đây thời tiết ổn định, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 4, cấp 5. Sang sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh phía Bắc sẽ nhanh chóng bổ sung và gây ảnh hưởng cho toàn khu vực Bắc Biển Đông. Trời chuyển mây và có mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong 4 đến 5 ngày tới, gió đông bắc liên tục duy trì mức cao, biển lạnh nên không thuận lợi cho khai thác và đánh bắt. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc. Trong hôm nay và sáng mai, thời tiết ổn định, hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Trong ngày hôm nay và ngày mai, do những dải mây dông từ trục rãnh thấp phía Nam đã suy yếu nhanh, nên trên khu vực Nam Biển Đông thời tiết chuyển tốt hơn, có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!